12 em bắt đầu nổi. Có mặt trên nhiều phương tiện, gương mặt đại diện để cầu nối. Em lai vãng ở nhiều ba sàn, em có bản thân là gái gọi. Em nói em tôn trọng respect, không coi việc đó là cái tội. Em vẫn giữ lại được cái tôi, là thứ người ta khoái coi. Không biết em xài là đồ ăn cắp, còn tắt là phải rồi. Em đổ thừa chính quyền nhà nước.